Dì ơi, Dạ. con làm gì hả? Dạ con sửa trong chống. Con chống bị gì mà con sửa? Dạ con vô qua con đỡ lòng sức. Con bơ bơ hả? Dạ. Quơ quơ rồi rớt xuống đất đúng không? Cái trong chống này con đem con để ngoài gió nó tự quay với con quơ làm chi? Cho mẹ xem hay nào. Rồi con xin chào bà cô chú đây. Dạ con xin chào bà cô chú. Con xin chào các bạn. Thì mẹ xem nó gắn được không? Nó gãy thế này sao gắn được con? Con chơi phải cẩn thận nha. Ơi, Của Bích nè. con chơi đi. Con có của Bích. Chơi banh bài vậy đó hả? Đây mẹ có cách rồi, để mẹ dán lại có được không? Thì mẹ lấy cái ống quẹt mẹ đốt luôn. Mẹ đốt cho nó cháy cái này đi rồi mẹ gắn vô thử được không? Thì mẹ thử coi, mình có chơi đi. Chơi mình phải kỹ nha, đầu chứ mình chơi phải kỹ mới có mà chơi chứ. Thì mày đốt thử. Cái lửa này nó cao quá, này mày dặn nó nhỏ lại xíu. Ngày xưa mẹ cũng hay chơi đồ chơi mà bị gãy thì mẹ lấy cái con quẹt mẹ đốt thế này nè, mẹ dán nó lại, nó có keo đâu dán, nó cho nó cháy cái này đi. Đó, nó cháy vậy đó. Mình thở gì mình dán dính vô. Đó. Nhớ vô được chưa mẹ? Đây xíu nó nguội con, xíu nó nguội nó mới dính được. Cái này nó dễ gãy lắm. Thì nó giòn. Dính chưa ta? Wow, dính rồi. Cuối cùng mẹ cũng thành công, nhưng mà cái này nó dễ gãy đó nha con. Chơi cẩn thận nha, cái này con đưa ra ngoài gió nó tự nó quay rồi con đừng có quơ quơ nha. Rồi nè, chơi đi. Mẹ ơi, cô thương mẹ. Thấy giống trong phim hoạt hình không? Giống. Đây là xe cứu hộ mẹ. Ủa, nó giống trong phim hoạt hình. Quy Quy Mẹ ơi, cái này quơ quơ lên nó mưa nhẹ thôi, không quơ mạnh quá đó. Con giống. Mẹ ơi con giống nè. Ừ con chơi đi. Chơi banh bài qua quá chừng luôn à. Con mèo kìa. Con mèo đập chuột á. Con cầu viên hả? Dạ. Tôi hết viên rồi. Đạp. Cứu hỏi thằng kìa. Đập cho nó xỉu luôn. Nhà nuôi chuột nhiều quá mà đập cho nó bớt đi. Được mấy con chuột nhi? Tao con đếm được mấy con chuột. Một nè, hai này nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười. Mười con. Đúng không? Dạ đúng. Một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Được 30 con rồi mẹ ơi. Biết được 30 rồi. Quá, nhìn lại quá. Dẹp ra con đá nè. Bật nút nó bên này. Con để nó xích lại gần con mèo của con á. Rồi đúng rồi, chơi đi. Câu nó. Ừ. Con cá. Cá nó hả miệng ra kìa. Bắt được con màu hồng nè. Ừ. Mà bắt hết thì mày vỗ tay con nha. Rồi ok. Có nhiều đó rồi, chơi tới chơi lui hoài, chơi không biết chán luôn cả nhà. Mê lắm luôn. Hồi nhỏ mình làm có mấy đồ chơi nên mà chơi đi móc đất sét chơi thấy mồ luôn rồi. Đất sét rồi rồi đi bắt mấy con gà cỏ á, cỏ nó giống con ghi con gà đó, mình lấy mình chơi đá gà. Rồi đất sét hình nắng hình con này con kia mình chơi.
chứ đâu có đồ chơi này đâu đồ chơi. Nít giờ nó sướng lắm, điều kiện tuy là nó không có được bằng ai nhưng mà nó cũng không đến nỗi nào mà nó thiếu. Nó cũng có cái để nó chơi. Ừ, nó chơi đi. Dạ háo rồi nè mẹ, vỗ tay con nha. Rồi. Con nó hết thả miệng rồi, nó ngậm miệng lại rồi, no rồi. Rồi vỗ tay đi mẹ. Dạ. Câu cá thì khó tiêu ăn ha. Dạ. Thì mẹ kho cho con ăn. Dạ, con bỏ vô làm lại. Giờ che cái này xong rồi tới đây chơi con cá. Con này. Chơi xong rồi là dọn dẹp cho mẹ nha. Chú voi con ở bản đôn. Tham nha. Mèo ăn vụng không mèo? Mèo ăn thịt chuột không mèo? Đó, chuột quá chừng kìa. Mẹ ăn đi mèo. Thấy là đập cho chị nè. Con mèo ăn chuột. Nó ăn chuột hết rồi. Ờ, cho nó ăn bớt đi. Nhà chuột nhiều quá à. Mình hết con chuột rồi mẹ. Cho nó ăn hết đi để chuột vô nó ăn vụng. Nhạc cái đâu ta? Nó nghe mẹ. Nghe nó hát. Cho kể chuyện đi. Dạ. Còn nhiều đó mà nghe đi nghe lại hoài luôn. Cô nói chuyện với nó đi. Tắt cái chục, cô nói là vô cái chân trên này. À, tắt là vô cái chân đó tắt hả? Cò lét nó đi, cò lét nó giống như trong điện thoại vậy đó. Cò lét cái chân đó. Cười với mẹ. Ừ, cò lét nó, đừng chạm vào người tôi. Chạm vào người tôi nhột lắm. Con chơi đi. Dạ. Cái này cho em còn thích cái này nhất nên rồi mẹ. Người lớn còn thích cái này nữa nè. Đúng không mẹ? Đúng. Thế là đây. Thế là đây cho mẹ bấm đi. Đây nè. Thế là thấy con chim của con nè. Dạ. Hỏi không mẹ lấy cái ống hút cho con thở nha. Dạ. Chim nó hay vô. Ừ, lấy ống hút mình thở cho nó an toàn. Đây, đây là cách thổi bong bóng kiểu mới. Con thổi đây nè, mẹ lấy con buộc. Dạ. Thổi cho bụng chim bự lên. Con bịch cái đầu nó lại. Dạ. Bịch cái đầu nó lại mới thổi được. Không biết rồi mẹ. Thế này nè. Đúng rồi, con bịch lại. Đúng rồi, đó. Con phải bịch lại, con phải hở ra chứ đừng có bịch nó. Nó cứng quá là con không có thổi được. Còn mấy để vô cái miệng thổi luôn đi. Khó quá, bỏ qua.
Họ phù mang nè. Chuẩn bị phù mang nè. Cố lên. Cố lên. Được không? Đưa đây mẹ hỏi cho. Mẹ chú quá. Thổi một hồi nữa phụ mang nè. Mẹ bỏ vô ống hút mẹ thổi cho. Mẹ thổi đi con chơi được chơi. Cái gì đâu mà thổi không được. Cứng quá. Thấy chưa, mẹ thổi nè. Mẹ thổi được mà con không biết thổi. Thổi ra nó phụ mang luôn á. Nè. Nè cho em chim nó kêu đi. Dạ, em chim gì lâu quý rồi mẹ. Nè. Rồi cho em chim nó kêu. Chim kêu mệt quá. Cho nó kêu hết đi. Con cho nó kêu hết đi thì mẹ thổi cái khác cho con. Đúng rồi. Chim con nè mẹ. Chim con hả? Chim bé lè, nó nhảy xíu ở chân hai mẹ. Chị dễ thương nha. Dạ, nhỏ ở chân ha. Trời ơi, nhỏ quá à. Rồi đây mẹ làm chim to cho. Dạ. Chị đây là chim nhỏ mà. Rồi đưa đây. Để chim nó xịn luôn. Cho vô ống hút thì mình thổi nó an toàn hơn. Mình để nguyên cái con chiên này mình thổi. Rồi chim to rồi Nhi. Rồi, mẹ lấy con thùng bộ lại cho con chơi ha. Đây con là máy tính nè. Là máy tính hả? Ừ. Máy tính thôi, máy dạng mẹ thôi. Ai chỉ con vậy? Ai chỉ con làm máy tính thôi. Dạ con tự chỉ con. Chim ăn. Chim bay, chim bay. Chim bay, chim bay. 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 Bye. Con giờ con chơi cục Rubik. Con biết chơi cục đó không? Biết. Biết chơi cho mẹ xem coi. Mẹ ơi, con muốn màu xanh. Ừ, màu xanh thì xây màu xanh. Thì con tự mở con chơi đi. Mẹ ơi, cái cục này con muốn màu xanh mà con không biết. Thì con tự mở con chơi đi. Mẹ nha, mẹ mời cho con biết. Con biết đây còn màu xanh. Mẹ đâu có biết chơi cục đó đâu. Nhỏ lớn rồi mẹ có chơi đồ chơi đâu mẹ biết. Cái lớn. Mà nhỏ mẹ như con vậy đó. Mẹ đi lấy đất sét mẹ chơi chứ mẹ đâu có chơi mấy cái này đâu, mẹ biết chơi. Cái gì cười dữ hả? Hả? Con mở con bóng nó đi đụng cái bình nữa mẹ. Thôi bây giờ con chơi như đó được rồi. Dọn dẹp cho mẹ đi, muộn rồi. Dạ. Chơi xong phải dọn dẹp nha. Dạ. Anh nào cũng bỏ cái gỗ ra đây chứ, nó gọn gàng đi. Dạ. Nhiều quá. Để đại vô luôn đi con, đúng rồi. Rồi để chút vô, dọn hết cho mẹ. Mình chơi là mình phải biết dọn dẹp gọn gàng nha, không có banh bài nha.
xong đây là uống sữa rồi đi ngủ nha. Rồi còn gì nữa không? Chim. Dọn xong chưa? Rồi, hồi nó mấy con đó ôm lên mùng nha. Dạ. Rồi. Thôi muốn ngủ đó. Muốn mẹ cho ngủ đó luôn nha. Dạ. Thôi bây giờ dọn dẹp xong rồi ngồi dậy. Rồi, bây giờ con dọn dẹp xong con phải làm sao? Dạ, con ba ông bà cô chú. Con chúc bà cô chú nhiều sức khỏe, nên cái cơ ngủ học nhé. Bye bye. Mình ba các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.